xin chào tất cả mọi người, lại là Vân đây. Ngày hôm nay thì Duyên cùng với chị Hoàng My và chị Khánh Vân có một buổi chụp hình Tết 2022. Xin chào mọi người, hôm nay My đến với nhà Uni một lần nữa để chụp hình Tết. Không khí Tết thì là rộn ràng và mình cảm thấy là với những cái bông hoa tươi như thế này thì một cái Tết tươi mới sắp đến nữa rồi. Ngày hôm nay thì mình cảm thấy rất là vui, cũng như là khi mà mình được chụp những cái bộ ảnh Tết như thế này thì mình cảm thấy là không khí Tết sắp đến rồi. Đời ai những ngày không sống trong mộng đẹp. Vào những ngày Tết thì cái món thích nhất của Duyên vẫn là thịt kho hột vịt và bánh tét lá cẩm. Bánh tét mà đem chiên thì hết bài luôn mọi người. Chè kho, Vân không biết là quý vị khán giả có biết cái món này không, nhưng mà Vân thì rất là thích món chè kho này. Và với Vân thì cái món chè kho này là cái món chè đậu xanh đó mọi người. Xong rồi bỏ vô cái chén này nè, mình nấu, mình tán đều, mình khuấy đậu xanh lên, xong mình bỏ vào cái chén. Xong rồi cái chén đó mình sẽ dán lại bằng cái tờ giấy đỏ, rồi mình dâng lên, mình cúng ông bà, cúng Phật. Thì cái đó là mình cảm thấy nó rất là hương vị ngày Tết của kiểu bánh chưng và thịt kho hột vịt. Chắc chắn là mình sẽ Tết Covid nè, mình chơi với một cái mùa xuân với thật nhiều là nhiều sức khỏe cũng như là bình an, hy vọng là sẽ không bị dướng tình. Năm nay cũng như mọi năm thì Duyên sẽ về quê ăn Tết cùng với gia đình, nhưng mà năm nay thì mình sẽ về trễ hơn một xíu, là tầm 27 Tết. Qua những biến cố dịch bệnh vừa rồi thì mình nhận ra là những cái tình cảm tình thân, tình cảm gia đình, bạn bè và sự gần gũi thân thiết mình với nhau rất là quan trọng, và những giây phút cùng với bên họ rất là quan trọng. Bởi vậy cho nên Tết năm nay mình được về Việt Nam và ăn Tết cùng với mọi người, gặp gỡ được mọi người, thì đó là cái cảm giác mà trọn vẹn và hạnh phúc nhất. Hy vọng là mọi người sẽ có một cái Tết nè gọi là ấm no, hạnh phúc, vui vẻ. Và đặc biệt là Duyên hy vọng là mọi người sẽ giữ sức khỏe của mình nè. Và Duyên tin chắc là với một cái tâm bình an thì mọi người sẽ thành công rực rỡ trong năm mới. Hy vọng là những cái gì mà dự định ấp ủ của mọi người trong năm cũ mà chưa làm được thì năm mới này mọi người sẽ làm được hết, hoàn thành được hết và thành công rực rỡ nha. Happy New Year. Nhân dịp Tết Nhâm Dần, mình xin được gửi lời chúc đến tất cả mọi người một năm thật là mạnh mẽ, vì chúng ta đã có 2 năm ở nhà dịch bệnh rồi và không có hoạt động được gì nhiều. Cho nên mình hy vọng tất cả những dự định, những cái ấp ủ của mọi người năm nay sẽ được thực hiện và thật là mạnh mẽ, thật là bão táp như là tính cách của một con hổ vậy. Năm Nhâm Dần 2022 đã đến, Khánh Vân xin được gửi lời chúc đến tất cả quý vị khán giả sẽ có thật là nhiều sức khỏe cũng như là bình an trong năm mới. Và Khánh Vân xin được gửi lời chúc đến các bạn Bambis fan của Khánh Vân. Chúc các em sẽ có thật là nhiều sức khỏe, học thật giỏi, vâng lời cha mẹ, và những em thì lớn lớn hơn thì sẽ công việc thuận lợi nè, vạn sự như ý nè, rồi chúc các em sẽ thực hiện được những ước mơ, dự định của mình, và gửi tình yêu của Vân đến với tất cả mọi người.